Loạt phim hoạt hình Gamera Rebirth hiện đã có trên Netflix và video này của mình sẽ tiết lộ nội dung kha khá trong đó. Chúng ta sẽ thảo luận về 6 con kaiju khác nhau được thấy trong loạt phim. Mặc dù họ tuyên bố rằng Gamera sẽ chỉ chiến đấu với 5 con kaiju, nhưng thực ra nó đã chiến đấu với 6 con kaiju khác nhau. Ok, chúng ta cùng tìm hiểu nhé. 6. Giaos. Trong loạt phim này, nguồn gốc của Giaos giống như các kaiju khác. Nó được biến đổi về mặt di truyền và sinh học bởi một nhóm người thuộc nền văn minh nhân loại cổ đại cách đây 100.000 năm. Họ muốn loại bỏ thế giới của loài người và thành lập một chủng tộc thượng đẳng. Nhưng kế hoạch đã bị Gamera phá hỏng ngay từ ban đầu. Người ta mô tả rằng Giaos có trứng và chúng được phát hiện tại một cơ sở khai thác mỏ ở New Guinea. Khi những quả trứng này nở ra, nó đã dẫn đến một đàn Giaos con tàn phá Philippines và sau đó là Nhật Bản. Chúng lớn dần về kích thước và tiến hóa tùy thuộc vào linh hồn của thức ăn. Kaiju này nhìn chung có màu đỏ thẫm hoặc đỏ và có hai cánh giống dơi với hai chân có móng vuốt sắc nhọn. Nó cũng có một cái đuôi có thể cầm nắm được và một cái đầu hình tam giác với hai mắt và một cặp sừng. Nó cũng có thể bắn ra một nguồn năng lượng giống như tia laser từ miệng, được gọi là dao mổ siêu âm. Con Giaos lớn nhất nhỏ hơn Gamera và cao khoảng 30 mét. Giaos mình đang đề cập là phiên bản nhỏ hơn và có tính săn mồi cao. 5. Zeager. Zeager là một sinh vật khác từng là đối thủ của Gamera, được cho là dài 60 mét. Nguồn gốc của nó không được nêu rõ ràng, nhưng chúng ta có thể suy ra rằng nó được thiết kế bởi tổ chức Justice. Lúc đầu chúng ta có thể thấy một số quả trứng của nó được đựng trong một cái ống lớn. Khi được thả ra, những con Zeager vị thành niên bắt đầu ăn mọi thứ trong tầm mắt, thậm chí tự ăn thịt chính đồng loại. Trong đó kẻ mạnh nhất trở thành Zeager khổng lồ đối đầu với Gamera. Bên ngoài nó có vẻ giống một con khủng long, nhưng là sự kết hợp của nhiều loài. Nó có cái đầu giống Triceratops, với cái mào khổng lồ và một chiếc sừng lớn trên đỉnh. Nó cũng có một số cặp ngà trên mặt. Nó sở hữu một cánh buồm giống như của Spinosaurus trên lưng và một cái đuôi dài có thể cầm nắm được. Đỉnh đuôi có mũi nhọn mà nó dùng để đâm kẻ thù và nạn nhân. Nó cũng có móng vuốt lớn và miệng đầy răng sắc nhọn. Nó rất nhanh nhẹn so với kích thước của mình nhưng đã bị giết khi Gamera đặt nắm đấm rực lửa của mình vào bên trong và đốt cháy nó từ bên trong, kết thúc bằng một phát súng rực lửa. Tình hình là mình mới tạo trang web aogodzilla.com có bán áo Godzilla cũng như các loại khủng long. Các bạn có thể mua áo ủng hộ mình tại đây nhé. 4. Zikra. Zikra là một quái vật biển có hình dáng vừa giống cá đuối manta vừa giống rồng. Nó có làn da cứng cáp màu xám bạc, đôi cánh có móng vuốt và cái đầu sắc nhọn với những chiếc răng cưa. Zikra có thể bơi rất nhanh, đạt tốc độ hơn 200 hải lý trên giờ dưới nước và thậm chí còn nhanh hơn bằng cách tạo ra bong bóng. Nó sử dụng khả năng định vị bằng tiếng vang dưới nước và có thể chịu được các cuộc tấn công bằng tên lửa. Mặc dù nó vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích EMP vì có thể làm nó mất phương hướng. Nó cũng dễ bị tổn thương bởi hỏa lực của Gamera. Đầu của Zikra có thể đâm xuyên qua tàu một cách dễ dàng và chiếc đuôi dài của nó có thể kéo ra một khoảng cách dài, thậm chí từ đất liền đến bờ biển. Kích thước của nó được cho là dài 130 mét, nhưng phần đuôi có thể dài thêm vài trăm mét trên đất liền. Nó di chuyển chậm bằng vây và chân, đồng thời có thể lướt trên không bằng những chiếc vây giống như cánh, mặc dù không nhanh nhẹn lắm. Zikra cũng có thể bắn ra tia năng lượng màu tím từ miệng, nhưng nó đã bị Gamera giết chết bằng một phát đạn rực lửa. 3. Guiron. Guiron là một con quái vật trông giống như một sinh vật kim loại bốn chân với làn da có hình dạng cuộc sống màu xanh đậm. Bốn chân có 5 móng vuốt bạc trên mỗi chân và một lưỡi dao bạc lớn trên đầu dài bằng cơ thể. Đầu dao của nó có thể mở ra để lộ 3 phần sắc nhọn mà nó có thể di chuyển bằng cơ bắp. Guiron sử dụng lưỡi dao này để cắt xuyên qua mọi thứ, kể cả những quái vật khác. Nó cũng có thể đào xuống lòng đất rất nhanh và được cho là một dạng sống dưới lòng đất, nổi lên từ một mỏ dưới lòng đất. Guiron siêu linh hoạt và có thể co giãn cơ thể như cao su. Nó sử dụng khả năng này để tấn công và đạt chiều dài lên tới 100 mét. Nó thực sự giỏi trong việc di chuyển xung quanh và thậm chí có thể nhảy từ khoảng cách xa trong không trung. Guiron có một đòn tấn công đặc biệt khi nó có thể bắn những lưỡi kiếm giống như shuriken từ đuôi bằng cách sử dụng năng lượng từ lưng và gai. Và chúng phóng ra từ lưỡi dao ở đầu giống như một khẩu súng trường. Cuối cùng, nó bị Gamera dùng vỏ của mình để xoay nhanh và cắt làm đôi. Số 2. Viras. Trước các sự kiện của Gamera Rebirth, Viras là sinh vật được tạo ra bởi một nhóm cai trị thuộc nền văn minh cổ đại như một phương tiện để tiêu diệt các tầng lớp thấp hơn và giết chết phần lớn dân số cùng với một số kaiju khác. Trong số các kaiju, Viras được coi là con mạnh nhất.
Sau khi bị đánh bại và phong ấn trong một cuộc xung đột cổ xưa, Viras nằm im lìm. Xác ướp của nó sau đó được phát hiện khoảng vài năm trước năm 1989 tại một địa điểm khoan ngầm gần đảo Yonaguni. Viras trông giống như sự kết hợp giữa mực và bạch tuộc, cao gấp rưỡi Gamera với chiều cao khoảng 90m, thậm chí còn dài hơn khi xét đến các xúc tu. Nó có làn da màu vàng sẫm, miệng có hàm răng sắc nhọn và các xúc tu nhỏ ở mỗi bên đầu trông giống như hàm của côn trùng. Với 8 xúc tu, mỗi xúc tu kết thúc vào một cái miệng với những chiếc răng nhọn. Trên đầu nó còn có một lớp vỏ có thể mở ra thành 3 phần, để lộ ra một khẩu pháo đặc biệt gọi là tia chớp của Hemuiden. Viras có thể thực hiện những thành tích ấn tượng, nó có thể tạo ra điện bằng vỏ đầu và sử dụng các xúc tu để gây sốc cho kẻ thù. Nó có thể tạo ra một lá chắn năng lượng để bảo vệ bản thân khỏi các cuộc tấn công của Gamera. Khi mở lớp vỏ đầu, nó có thể tích tụ tia sét của Hemuiden và bắn ra một chùm điện cực mạnh, thậm chí có thể đi ra ngoài không gian. Viras cũng có thể duỗi các xúc tu của mình để tóm lấy mọi thứ, như đã thấy khi nó cố gắng chiếm lấy tàu con thoi của tổ chức và đánh bại Gamera. Điều thú vị là bằng cách lộn ngược, nó có thể sử dụng vỏ đầu và các xúc tu để bay giống như một con tàu vũ trụ, sử dụng thứ gọi là lực hấp dẫn và phản trọng lực. Và cuối cùng đó chính là Esgeals. Esgeals được biến đổi gen vào năm 1989 và sống trong cơ thể của Viras cho đến khi nó được giải phóng sau cái chết của Kaiju này. Esgeals nổi bật so với dạng Geals thường của nó với một số đặc điểm độc đáo, bao gồm có 4 mắt thay vì 2, có chiếc lưỡi chĩa dài và có màng giữa các sừng ở đầu, cùng với sắc tố màu đỏ sẫm trên cơ thể. Một trong những khả năng đáng chú ý của nó là khả năng tăng trưởng nhanh đạt được bằng cách ăn xác của Viras, cho phép Esgeals đạt đến chiều cao chót vót, khiến ngay cả Gamera cũng trở nên nhỏ bé. Nó có kích thước gấp đôi, có lẽ cao khoảng 90m. Mặc dù kích thước của nó khiến nó không thể bay, nhưng nó có được khả năng di chuyển nhanh chóng dưới nước giống như Zikra. Độ bền của nó cũng tăng lên đáng kể, với lớp vỏ cứng có thể chịu được các cuộc tấn công bằng tên lửa và hỏa lực của xe tăng giống như Zigger và Guiron. Esgeals sử dụng chùm tia sonic đặc trưng, chùm năng lượng màu đỏ tươi phát ra từ miệng nó. Hơn nữa, nó còn đạt được chùm tia sonic được tăng cường trọng lực sau khi ăn xác của Viras, sử dụng vây đầu của mình để tạo ra năng lượng hấp dẫn cho các cuộc tấn công tàn khốc trên đất liền. Đáng chú ý, Esgeals sở hữu khả năng độc đáo là tiêm virus RNA, có khả năng biến các Kaiju khác về dạng ban đầu. Nó thực hiện điều này bằng cách tiêm những loại virus này vào mục tiêu bằng chiếc lưỡi chuyên dụng của mình. Đó là kế hoạch dự phòng để tổ chức Justice sử dụng nó. Con Kaiju này mạnh đến mức chỉ có đòn tấn công tối thượng của Gamera mới có thể giết chết được nó. Ok, video phân tích 6 con Kaiju đối thủ của Gamera trong series hoạt hình của Netflix đến đây là hết. Các bạn hãy comment chủ đề các bạn muốn mình làm tiếp theo ở bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sắp tới.